Rồi xin chào mời cô bác anh chị em các bạn nha. Nay tiếp tục đi vòng vòng bên qua vôi nữa mọi người. Thì ba anh em bơi cái chiếc vỏ đi ra ngoài vòng vòng ở sông Ba Vôi nè. Thì chỗ này nó ụt lên quá chột luôn mà cá bự không biết nó ăn không thì mình câu đại hên xui nha. Đây nè mọi người. Cái lỗ bên đây nó ụt quá chột luôn nãy giờ nè. Kìa lên một con bự luôn nè. Rồi, để trường chọn miếng cám tanh thơm này rồi mình móc vô câu luôn nha mọi người. Xuống dưới này hơi lụp chụp quá. Để trường chọn xong rồi mình câu luôn. Ụt quá, ụt quá. Thôi trường băng câu luôn cái mọi người ơi. Chịu hết nổi rồi. Nó hơi lụp chụp nha mọi người. Do trường chưa có quen với cái việc mà vụ mà mình đeo cái ngực nè mọi người, cho nên nó hơi rung lắc xíu nha. Nè này gỡ cái này ra nha. Ê có nào quăng liền không? Quăng liền không? Chỗ này là giữ giữ cần nha, để cá nó ăn cái bay cần nha. Rồi quăng đây một cái nữa mọi người ơi, trường quăng lên phía trên này nè, xích đen chút nè. Chỗ này ụt bự nhiều. Nó quăng đẹp luôn thấy không? Ba anh em gãi ra hết nè, 7 cần. Chết đà rồi, 7 là thắt. Còn cần tôi chưa thấy nè. 7 cần là thắt nha. Hên trúng rồi, rửa thắt nha. Rồi nói chung là hy vọng cá ăn. Chỗ này cá bự nhiều. Rồi ụt cơ. Ụt nghe thấy mê không? Trời trời lộn đuôi luôn cả. Lên lộn đuôi luôn ha. Lúc nó lú đuôi luôn. Ồ lên có nó bự nữa cả. Trời nó liên tục luôn mà mọi người. Mình chưa thấy răng nha. Người ta chỉ mà kêu mắc cử gì trời. Ừ trời trời trời. Ok kế bên bự luôn kìa mọi người. Hết sức thiệt chứ. Nó kìa. Kế bên cho mọi người. Thua à. Ụt nhĩ không đó. Chịu nổi không? Dính không? Bự không? Bự không? Hả? Bự không? Trời ơi, người ta quay vô đại đi mở vòng chi không? Trời ơi, cá ăn độ xí thấy vậy đóng gì mà không dính trời. Xì tim bên kia luôn kìa. Tức rồi. Khóc luôn rồi. Buồn kìa. Tức rồi. Ui là kìa mọi người. Hết mồi đang trộm cám thêm đây. Ụt quá ụt rồi. Trời ơi, con nó bự kìa. Nó hai con liền luôn. Giật lại đó nha. Ê nó ụt mấy cái lỗ đó hoài ha. Ụt nữa kìa.
đứa nào chịu nổi. Ôi ngon rồi đó. Quân công mà thấy còn nó ngon là có cá ăn đó. Em biết gì đâu, ụp ở kìa. Cần màu đen. Dính con Hugo gì coi, nếu mà không dính là cái vía của em nó nặng thiệt rồi, dữ lắm, nặng vía, không đi thì độ mà thằng nào cũng dính nhá, tới em đi không không bao giờ dính Hugo. Dính này, dính này, vừa nói trời ơi, lôi cần xem gớt luôn rồi, chắc cá nhỏ rồi mọi người ơi, cá nhỏ rồi, trời ơi. Yeah. Tính là Hugo hay gì lòi cái xem gớt cần luôn. Chán thiệt chứ. Đi bãi cá bự gặp cá chốt. Ê, nói nghe nè. Cái lời nguyền ba voi của em là không được 1 kg. Không bao giờ dính. Y gan luôn đó. Trời trời, câu thì mấy năm nay câu ba voi là chưa bao giờ dính cá nào được 1 kg luôn. Mấy trăm gram. Thua. Ơi. Trời 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 trời. Dữ lắm, bự luôn, 2 con liền luôn cả. Gung hết trơn vậy. Cá bự không à. Mà không ghẻ không ăn, giờ bắt buộc phải bơi đi kiếm bãi khác. Bởi vì đi câu cá này thấy dư khổ lắm, chứ vui gì đâu. Đó, mọi người thấy nhiều khi để quay mình đăng được một cái video á là một quá trình đi cả ngày. Mà cả ngày nhiều khi mớm nữa. Bởi vì sao mà trường hay đi kiếm cá chốt cầu này vậy đó. Kiểu là cho có nhất thôi. Chứ Hugo thì câu hoài nó không chịu ăn. Chứ không phải là làm biến câu phải không? Ngồi mấy tiếng đồng hồ mà không đá động gì chơi rồi thôi cũng làm biến câu. Để mình đi kiếm cá chốt gì đó. Chứ mà nó có cảm giác nó vui. Không á, đây cần ghế đi, cần nó sát trên này được rồi. Tao đánh 2 cần hả? Nó gì nó trôi xuống là vừa. Chỗ này là chắc chưa ai đánh luôn nha mọi người. Chỗ này là còn mới luôn nè, mà không biết ăn không nha. Đây có cá ụp lai gai nha mọi người. Dính hả? Bự không? Bự không? Nhỏ là cá bên lớn. Hả? Nhỏ là cá bạn em không? Vô luôn hả? Ờ, quải vậy. Ha ha ha.
xì lát rồi. Ngồi ha, ngồi ngâm cho cô út xác vô một hơi, không có chốt nào mà nó ăn có cô liền cái ghẻ được cái. Đóng được cái chất quất. Đó giờ cái đi kiếm chỗ khác nữa. Mọi người biết không? Nào, đang trời nắng đóng nắng rồi. Ngồi ngồi nắng rồi, nhìn nè. Nè, thấy không? Chịu không nổi luôn á. Vô. Thua. Đây là cái kết của thanh niên đi săn Hugo. Bơi từ đầu quán ngoài khe. Đâu cũng gần cây số có. Bơi vô tới hôm đây. Cái gấp. Thua. Đó, ở gì ở nhà ở không ha, máy lạnh rồi nằm sung sướng không chịu. Bơi đi hết đầu này tới đầu kia. Xong rồi móm đi về. Đó nè mọi người thấy đây. Là câu chắc đóng nè. Càng câu. Đó. Quá khứ rồi. Đó đi lại bãi đã rồi cái móm. Bãi ngon, bãi đẹp. Thua rồi. Em đi xa quá. Đó, bơi nãy giờ nghe thì nó thiệt là vừa trời nắng ha. Bơi á nó mệt. Nhưng mà phải chi mà mình có dính cá á thì mình cũng đỡ phần nào. Đằng này bơi biết bơi xa, cá không ăn luôn. Đồ té luôn. Thôi rồi. Thôi nghỉ về, không đi săn Hugo nữa. Kể từ bây giờ chờ chứ đi săn cá chớm tiếp tục cho mọi người. Rồi, hello. Mình chào bạn Trường nha. Hồi chiều á là bạn nói á, mình móm đúng không? Móm giống con chát đúng không? Rồi để mình cho bạn coi như thế này là hết móm chưa? Đây, chào bạn Trường. Hello bạn Trường nha. Này là còn móm nữa không bạn Trường? Đó, lên chụp vài tấm hình gửi cho bạn Trường coi còn móm nữa không nha.